Kính thưa quý vị, lúc này đang là sáng ngày mùng 4 tháng 12 năm 2017 và chúng tôi đang cọ dưới giáp bộ bàn ghế chín quốc mẫu nghê bằng gỗ gõ đỏ. Bộ này là đang làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng anh ở trên phố Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. Và cùng đợt này chúng tôi đang sản xuất tiếp một bộ nữa, dự kiến là trong thời gian một tuần nữa sẽ xong. Đấy là dự kiến thôi, nhiều khi cuối năm thì nó thời gian nó có giãn chút. Còn trong này chúng tôi đang nhanh chóng làm nhẵn cái cuốn thư của anh Sáu ở Thái Nguyên để cùng đợt này là chuyển đi một thể. Cảm ơn quý vị đã quan tâm. Xin quý vị liên lạc với tôi theo số trên màn hình 0984666999 hoặc Zalo Viber là 0967666111. Sáng nay thì nắng mùa đông rất là đẹp luôn. Cảm ơn quý vị.